Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh cùng các bé thân yêu. Cô tên là Lê Thị Dung, giáo viên lớp nhỡ 2, trường Mầm Non Hướng Dương. Hôm nay, cô rất vui khi gặp lại quý phụ huynh trong hoạt động tạo hình với đề tài hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ vẽ tô màu vườn hoa mùa xuân. Và để đến với hoạt động ngày hôm nay, cô mời tất cả các quý phụ huynh và các con cùng tham quan vườn hoa mùa xuân nhé! Vườn hoa mùa xuân có rất nhiều loài hoa. Hoa cúc này. Đây là những bông hoa thực dược với nhiều màu sắc. Hoa đào, loài hoa tượng trưng cho miền Bắc đấy. Còn đây là những hoa mai vàng thật là rực rỡ. Hôm nay, cô hướng dẫn cho quý phụ huynh dạy các con vẽ vườn hoa mùa xuân nhé. Trước khi vẽ, cô mời quý phụ huynh và các con cùng xem bức tranh cô vẽ về vườn hoa mùa xuân. Đây là bức tranh cô vẽ vườn hoa cánh tròn. Vườn hoa có rất nhiều bông hoa cánh tròn với nhiều màu sắc khác nhau, thật là đẹp. Còn đây là bức tranh cô vẽ vườn hoa cánh dài. Cô cũng vẽ nhiều bông hoa cánh dài tạo thành một vườn hoa. Ngoài ra, cô còn vẽ thêm những bụi cỏ, bông mặt trời và đám mai nữa để cho bức tranh vườn hoa mùa xuân thêm sinh động. Để thực hiện hoạt động này, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con những đồ dùng sau đây: giấy trắng, bút vẽ và bút màu để các con vẽ nhé. Đầu tiên, cô vẽ một nét cong để làm mặt đất. Cô vẽ một nét cong tròn khép kín để làm nhị hoa. Cô vẽ một nét cong để làm cánh hoa. Cô tiếp tục vẽ các cánh hoa xung quanh nhị hoa. Cô vẽ thân hoa bằng một nét sổ thẳng. Trên thân hoa, cô vẽ lá bằng nét cong trên nối liền với nét cong dưới. Vườn hoa là có rất nhiều hoa đúng không nào? Và để vườn hoa đẹp hơn, các con có thể vẽ nhiều loại hoa khác nhau. Cô vẽ thêm hoa cánh dài. Cô vẽ nhị hoa là một nét cong tròn khép kín. Vẽ một nét cong dài để làm cánh hoa. Cô tiếp tục vẽ các nét cong dài xung quanh nhị hoa để làm cánh hoa. Cô vẽ thân hoa cũng bằng một nét sổ thẳng. Trên thân hoa, cô vẽ lá. Cô vẽ thêm một bông hoa cánh tròn nữa nhé. Các con hãy chú ý quan sát nào. Cô vẽ thêm một bông hoa cho vườn hoa. Các con hãy quan sát cô đang vẽ bông hoa gì nào. À, cô đang vẽ bông hoa cánh dài đấy. Vậy là cô đã vẽ xong vườn hoa rồi. Để vườn hoa thêm sinh động, các con có thể vẽ thêm những bụi cỏ.
Ông mặt trời. Và những đám mây nữa nhé. Kính thưa quý phụ huynh, sau khi trẻ vẽ xong, quý phụ huynh nhắc nhở trẻ tô màu phông lên ra ngoài nhé. Và có thể chọn nhiều màu khác nhau để tô cho bông hoa. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ vẽ và tô màu vườn hoa mùa xuân. Cô nhờ quý phụ huynh hướng dẫn lại cho các con nhé. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin kính chúc tất cả các quý phụ huynh và các bé sức khỏe. Cô xin chào và hẹn gặp lại.